Khoan chừng là 2 giây. Chưa nhấn like thì nhớ nhấn cho thầy nha. Còn chưa đăng ký thì nhớ nhấn đăng ký. Chúc các em xem video vui vẻ. Hello và chào mừng tất cả các em đã quay trở lại với channel của thầy, và thầy là Herobrine đây. Ngày hôm nay sau bao nhiêu thời gian chờ đợi thì cuối cùng Bobby Lighthouse phần 3 đã ra mắt rồi đây. Ở phần 1 và phần 2 chúng ta đã được gặp Hugi và Mommy Long Nách, thì lần 3 này chúng ta sẽ được gặp Capnap, một con mèo rất là dễ thương với cái tuyệt chiêu là 3508 phát ra một cái mùi rất là độc, rất là thối luôn. Nếu mà không có mặt nạ thì sẽ đứt con chuột. Xin vĩnh biệt. Rồi thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá Bobby Lighthouse phần 3 nha. Đứa nào chạy là thầy mời phụ huynh đó. Dạ Rồi vô ơi, vụ gì đây? Ôi mới vô sao mà quan tàn đổ tháo quá vậy? Mới có chuyện gì xảy ra đây sao? Chắc là Hugi với mèo meo đánh nhau giành địa bàn nên nó mới tan nát như vậy nè thầy. Ê, vụ gì vậy? Cái gì vậy mấy đứa? Ê, hình như nó đang ép vô thì phải á. Ê, chạy, kiếm đường chạy đi. Ủa sao không thấy chỗ nào đi chạy hết trơn vậy? Nó đang ép vô á. Đừng, tôi mới vô mà. Ê, ủa sao kỳ vậy? Sao chạy không được ơi? Trời ơi, mới vô mà như vậy là em hiểu cuộc đời thầy như thế nào trong game nè đó thầy ơi. Tại vì nó ép nhanh quá, thầy không biết đường chạy. Rồi bây giờ thầy biết đường chạy rồi nè. Thầy chạy vô cái máy ép cho nó ép nhanh hơn chút nữa. Đi đâu đây? Ở trên kìa thầy, bám lên trên kìa thầy. Dạ đúng rồi, lên thầy ơi, hai tay luôn. Thầy từ để thầy bám lên. Ủa sao kỳ vậy? Thầy lâu quá thầy không sử dụng cái tay này, thầy quên rồi đúng không? Rồi, lên thầy ơi. À, tuyệt vời. Trời ơi, mới vô mà nó dồn dập căng thẳng dữ rồi ta. Qua bên này hả? Thôi cái này là gì rồi? Ôi sao nó di chuyển rồi nè, mấy cái bít tông bị bự quá trời luôn nè. Ủa giờ đi đâu? Hình như là mình phải nhảy qua mấy cái bít tông này nè thầy để đến cánh cửa bên kia kìa. Chỗ sáng đèn á thầy. Đúng rồi, cố lên thầy ơi. Lên, qua đi thầy. Rồi, thầy hay quá. Game là dễ. Này nãy thầy đứt chuột có mấy lần à? Game này thầy thấy dễ nè. Dễ chết á. Trời ơi, mới vừa vô rồi chết 5-6 lần rồi. Ôi gì máu nhìn ghê quá mấy đứa. Đó tươi luôn nè. Hay là nước sơn vậy ta? Hy vọng đó là nước sơn của công ty này đi, không phải máu, nhìn ghê quá. Wow, thầy coi nè thầy ơi, con mèo meo nó không có hiền đâu thầy. Nó cào trên tường quá trời luôn. Nó phá banh cái công ty này luôn. Ở trên có nước sơn đổ xuống luôn kìa thầy. Siro dâu. Đúng rồi, nhìn cái khung cảnh ở đây là biết con này tính nóng võ công cao rồi. Tốt nhất là gặp nó bỏ chạy đi, đừng đứng lại nha. Nó cho xuyên một phát như cái con này luôn á. Khi cánh cửa này mở ra, không biết bên trong điều gì sẽ chờ đón chúng ta đây. Không có gì hết. Rồi, tiếp tục cuộc hành trình đó thầy ơi. Thầy thấy cái game Only Up á, nó khó hơn cái game này nhiều. Mấy cái này dễ ẹt. Rồi, Only Up phiên bản nâng cao. Trò chơi một mạng luôn thầy. Thầy chơi thầy. Từ để thầy quan sát địa hình cái. Rồi đi qua ba cái bít tông này đi lần trước đúng không? 1, 2, 3. Đó, quá đơn giản, có gì đâu khó. Rồi, thấy chưa? Đơn giản. Tiếp theo làm sao? Rồi, cũng vậy luôn, đi qua ba cái bít tông này. Nhảy qua cái bít tông giữa và tới phía trước. Rồi, đi thôi. Có gì đâu khó. Vậy là dễ dữ chưa thầy? Thầy bị trượt chân. Trượt chân thôi. Đó. Nhảy liên tục như vậy nè, không có bị rớt. Rồi, đợi chút. Đấy là trượt chân thôi. Làm lại thôi, có gì đâu căng. Đấy, qua luôn, đỏ thấy không? Nó xuất hiện chào đón thầy đó thầy. Trời ơi, nó đợi thầy á. Nó đợi em á, chứ không có đợi thầy đâu. Nó với Hugi không biết con nào mạnh hơn cái thầy. Còn Mommy Long Nách thì là con gái, không có so sánh được. Mà mục đích chúng ta vô đây để làm cái gì vậy ta? Dạ vô đây để khám phá nhà máy Playtime, cũng như là bị mấy quái vật ngược chạy vòng chơi vậy thầy. Chứ đâu có gì đâu. 15 minutes later. Quay, thả thầy ra chứ thầy không muốn bị kẹt đây. Ủa, đây, đường ra đây rồi. Căn phòng này làm gì đây ta? Chứa bí mật gì trong này đây ta? Để em coi. Ê thầy ơi, hình như là cái năng lượng gì ở đây nè thầy. Nó kêu mình đi kiếm cục pin nhét vô hai cái lỗ này để mở cửa nè. Nè thầy ơi, em thấy rồi. Đây. Rồi giờ nhét vô thầy. Wow. Ê, được, hợp lý. Ủa nhưng mà còn thiếu một cục nữa.
Thường là mấy cái khúc đầu này nè, mình chỉ thực tập gắn pin thôi, khúc sau nó mới nâng cao. Rồi gắn pin vô, chưởng vô cái này cái mới mở cửa được ha. Rồi đi thôi, đi nhanh gặp lẹ rồi về nè. Đi 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 đi. Thầy hãy đi từ từ thôi thầy ơi, em bị yếu tim á thầy. Ai điện nữa thầy ơi, giờ này ai điện nữa là kiếm thầy kìa. Cái gì kiếm em chứ không phải kiếm thầy đâu, thầy không biết gì đâu nha, thầy không nghe đâu. Ủa, ở cái này nó cần nguồn điện nữa nè. Nguồn điện ở đâu ta? Chờ em chút thầy ơi, để em kiếm điện thoại coi ai gọi. Coi chừng cô giáo Thảo kiếm thầy á. Ôi, cameraman nè thầy. Cameraman đang quan sát chúng ta. Ở đây nè, trời, nguồn điện ở đây nè. Thầy không chịu quan sát gì chân. Rồi, gắn vô. Ai, là ai gọi đó? Điện thoại đâu? Ủa, điện thoại đâu mà? À, đây. Alo. Rồi, tắt máy luôn rồi thầy ơi. Tự nhiên alo mà chửi người ta, tắt máy luôn rồi. Rồi, đưa cho một cục pin nè thầy. Trời đất ơi, ai mà kỳ không biết nữa. Chắc là đang quan sát mình bằng camera nè. Rồi, quay lén đã chứ gì. Mở cửa. Trời, cái cửa này hư rồi thầy ơi, không mở được. Em đi ra coi múa hoài vậy. Nè, bấm vô là mở thôi, có gì đâu. Ơi, cái tàu lửa này là phải cái tàu lúc mà cái phần 2 mình đi không ta? Lửa này nó chỉ chạy trên đường ray thôi, với nó chạy chậm lắm, không có sao đâu. Thì ra kết quả của nó là như vậy. Trời ơi, vậy mình còn sống là may rồi đó mấy đứa ơi. Ui, quá ghê. Phải không thầy, phải cùng một con tàu không thầy? Ôi, Tiểu Cường quá trời luôn nè. Thầy chỉ si đón thôi chứ thầy có biết gì đâu. Nhưng mà hình như là chiếc đó thì phải á. Chiếc đó bữa mình thắng không được á. Mình vô cái địa bàn của Hugi rồi nè thầy. Hugi đang đứng đợi mình nè. Trời ơi, lâu rồi không gặp. Sớm muộn gì hồi em cũng gặp thôi à. Ủa, cái này đâu có mở ra được đâu rồi. Sao đi lên trên đó cứ ngắt rồi. Thầy là hai phòng bảo vệ nè thầy. Thầy vô cháu đi. Ê, phòng bảo vệ này là cái chỗ để quan sát mấy cái camera mà theo dõi mình nè. Nó bị hư hết rồi. Trong này có manh mối gì không? Đây còn cánh cửa nữa nè. Rồi, sau cánh cửa là một cánh cửa. Cái gì đây? Cái gì bên trong đây? Rồi, làm thợ sửa điện nữa rồi mấy đứa ơi. Trưởng. Ôi, lần này công ty Playtime có trò chơi mới nữa rồi nè. Ôi, đã ta. Ủa, cái trụ này là sao ta? Cái trụ này là trụ dẫn điện á thầy. Ủa, đâu có miếng điện nào chạy vô cái tay mình đâu. Không, cái trụ này là trụ Như Lai thần trưởng nè. Mình trưởng cái là nó đẩy qua một hướng khác à. Rồi, nó kêu mình nè, bấm Q với E là nó quay nè. Rồi, để cho nó quay dính cái tay hệ chổng luôn. Ảo thật đấy. Đã đến lúc buông tay rồi. Lần này công ty có nhiều đổi mới ghê á thầy. Rồi, trưởng qua đây thì nó sẽ qua đây. Vậy mình chửi vô ngừng điện. Mình chửi vô trong này. Đó, là nó mở cửa. À, hiểu rồi thầy ơi. Vậy là chúng ta đã mở được cánh cửa khó nhất. Ủa, gì vậy? Tự nhiên mở cửa bên này đi xuyên qua bên này chi vậy? Rồi sao lên trên đó được đây? Ủa, à thì ra là nãy em kích hoạt cái nguồn điện để mở cái cây này nè. Rồi, tới bến xe miền Đông Bắc, xe đi Hồng Kông luôn thầy ơi. Quá đã luôn. Ôi, cũng lòng bị treo cổ lên kìa. Quá bạo lực, hình ảnh quá đáng sợ. Ủa mà này đâu mở cửa đâu mình đi. Không có chuyển biến gì chơi à. Bên này còn cái nữa nè, mai chân trắng. Đây nè, thấy không, bật xuống. Đó, ê, mở được thiệt kìa. Ôi, lên, đi liền. Vậy gì ta? Ê. Cái tàu này nó cũ quá rồi, liệu nó có an toàn hay không? Ơi, đi xuống dưới đáy xã hội rồi kìa. Ơi, gì đây? Em thấy cái này không giống công ty sản xuất đồ chơi gì hết trơn á. Thấy giống công ty đào vàng á. Trời ơi, đào ở dưới đáy xã hội, lộn dưới lòng đất quá trời sâu luôn. Không biết là nó đưa mình đi đâu đây. Rồi, xuống hang động luôn rồi. Phía trước có cái gì vậy ta? Mấy đứa nhìn coi. Hình như là phía trước có một cái đĩa bay hay gì á. Ôi, rồi thả tôi ra đi. Công ty Playtime ở trên làm đồ chơi, ở dưới sản xuất đĩa bay. Rồi lần này nó đưa thầy ra khỏi trái đất luôn rồi. Mấy đứa cứu thầy về đi. Lần này phải rời xa trái đất thiệt rồi sao thầy ơi? Không thầy ơi, chúng ta đã đi vào vùng nguy hiểm rồi. Hết cứu. Em đừng có la nữa. Ôi, tới gì nè, đẹp lắm. Wow. Ôi, cái này giống là công viên trò chơi quá vậy ta. Wow, đúng rồi thầy. Cái này người ta gọi là
công viên trò chơi đi vào lòng đất nè thầy. Là muốn đi vô công viên này chơi, chúng ta phải đi xuyên qua lòng đất mới vô đây được. Rồi vô đây mà nó sập xuống cái là đăng sức luôn, khỏi trái đất luôn. Tới rồi. Đi khám phá thôi. Wow. Mới bước ra thấy gì không mấy đứa? Ngu ghi nó bị sứt cái đầu ra ngoài luôn rồi nè. Không biết là cái con mèo méo méo mèo mèo á, nó làm gì mà nó ghét mấy đứa kia ghê luôn á. Nè, thấy không, đứa nào nó cũng tiêu diệt vậy trơn. Hugi thì sức cái đầu ra ngoài, hình như con nào nó cũng tấn công vậy trơn á. Hello Hugi, hello mommy lông nách, hello cái con sâu nha. Thôi hên là ba đứa này nó còn nguyên á. Ở đây im lặng đến đáng sợ luôn á mấy em ơi. Có đứa nào có nhạc gì không, mở lên nghe đi, thầy sợ quá à. Dạ thầy sợ hả thầy, để em mở lên nhạc Tết lên cho nó vui vẻ nha thầy. Thôi em tắt luôn đi, trời em để nhạc đó thì còn sợ hơn nữa. Thì sợ mắt xương cá. Ôi, cái dưới này là khu vực điều khiển điện. Ê, có một cánh cửa, gì đây? Ê, thầy ơi, nó đưa mình chìa khóa nè thầy. Nó đưa mình chìa khóa cái chỗ ga nè thầy. Rồi, không những là làm thợ sửa điện, bây giờ còn phải sửa ga nữa nha. Ở cái chỗ đó là ở đâu vậy? Quá trời, không biết đi đường nào luôn á. Ở trên này nó có sáng đèn nè thầy, hình như là ở đây nè, cái phòng ga gì là nó ở đây nè đó. Rồi vô. Rồi mấy đứa coi chừng, cái phòng ga này là cái địa bàn của con mèo á nha, đi đứng phải cẩn thận. Nhìn thấy là biết nó tính nóng nữa rồi đó thầy, chỗ nào nó cũng cào banh xác hết trơn nè. Trời ơi, rồi tới nơi đó. Đây là cái trung tâm nơi sản xuất ga. Ủa sao thấy ở ngoài nó nhỏ mà vô nó rộng, nó bự dữ vậy ta. Rồi, có chuyện để chúng ta làm nữa rồi đó. Lần này là ở đây hơi bị lâu quá thầy. Em thấy dây điện em chóng mặt rồi đó. Đừng nói là làm nhiệm vụ. Rồi, gì đây? Đang offline. Để em dẫn mấy bạn đi tham quan một vòng trong này nha thầy. Wow, ở đây có một cái hang máy. Hang máy này cũng phải cần nguồn điện để đưa mình lên trên đó. Không biết ta nên bắt đầu từ đâu luôn. Hỡi, gì vậy? Ghê quá. Ê, tôi thấy ở nhà có cục pin này nè. Vậy là chúng ta đã được cứu rồi anh em ơi. Về đó nào. Thôi gắn vô. Đó. Xong. Vậy là nhiệm vụ đã hoàn thành. Ủa, đây là ở đâu nữa? Cái gì nè. Ê, cái tay mới. Wow, chúng ta được một cái tay mới. Ồ, tay này dữ vậy ta. Tay này có công dụng gì trời? Mấy bạn biết cái tay này có công dụng gì bình luận cho mình biết nha. Nhìn thấy nó đẹp quá nè. Cái này là bàn tay Thanos hả? Wow, dữ. Ê, ở phía trước có cái bàn tay màu tím giống mình kìa. Cần gì phía trước, ở đây nè. Ở đây có bàn tay tím rồi nè, trưởng ơi. Ê, à, thầy biết rồi, công dụng cái bàn tay này là trưởng là bay lên, đó. Trưởng à, đó. Ghê. Nhưng mà phải trưởng ngay cái chỗ mà cho trưởng nó mới bay lên được. Nếu thôi là nó cũng như bàn tay bình thường thôi. Để em kiếm cái khu vực thử tay mới được thầy ơi. Thay vì nó cho mình cái đôi giày nhảy lên thì nó cho mình một cái bàn tay để nhảy lên. Bàn tay ta trưởng bay tất cả. Yêu. Ê, đó, mạnh rồi đó. Muốn mạnh hơn nữa phải bay qua được cái hố này luôn. Hey. Rồi, bay lên trên nóc luôn rồi. Ủa, người đừng đi đâu ta? Ủa, what the hell, đừng đi đâu mọi người. Ủa, như này, trời, tại mình bay hơi xa. Người chỗ này sao qua đây? Trưởng ở đây mà nó không qua là tấm xì tin dâu á nha. Hình như là xì tin dâu này đụng vô là đứt con chuột á chứ không giỡn đâu. Ê, em đã có cách rồi thầy ơi. Nếu mình trưởng vậy á thì nó sẽ bay thẳng, thì mình ve lưng lại. Đó, mình trưởng vậy là một bay qua á. Vỗ tay. Để thầy thử cách đó với khu vực an toàn coi. Quay lưng đúng không? Đó. Được. Qua bên này áp dụng thử coi. Quay lưng. Hi. Ê. Qua được nè, ma xương đen ơi. Tuyệt vời. Rồi, còn chỗ này sao? Trời, chỗ này trưởng ở đâu? Thầy kiên tâm đi, chuyện gì cũng có cách giải quyết hết á. Còn riêng chuyện này thì không có cách đâu thầy. Wow, em nói như nói luôn ha. Rồi, thầy phải tìm đường qua mới được chứ. Ở đây nè. Trời ơi. Rồi, ủa sao cao quá rồi, sao leo lên ta? Cao quá rồi, sao leo lên? À, kéo xuống. Rồi, thầy kéo một cái nó sát mặt xì tin luôn rồi thầy. Trưởng cái thì sao qua bên kia được. Rồi, lần này là hết cứu thầy rồi. Thầy tự quay vô mất lượt rồi.
Cái này sao làm khó được thầy. Nè qua bên kia nè, đó, qua bên cái ống này. Rồi cách đó cũng đâu xa nữa, trưởng cái nữa. Đó. Bay qua bên này là đúng rồi đó thầy, nhưng mà phải dịnh cái này lại để té đó thầy. Bay qua. Đó. Rồi mình kéo qua. Kéo xích lại này. Rồi mình nhảy xuống. Mình trưởng qua thôi. Trời ơi, mà xương đen bữa nay đỉnh dữ vậy ta. Rồi trưởng cái nữa lên luôn. Sao thầy trưởng nó không có bay theo ý muốn ha. Ngộ vậy ta, lỗ bự mà. Rồi được rồi được rồi. Khó khăn thì em có thể vượt qua được, nhưng mà gặp quái vật là em xỉu á thầy. Nè tới nữa rồi nè, em suy nghĩ giùm thầy cái này coi. Nè cái vụ trưởng trưởng xây xây nè, chúng mặt lắm thầy không làm đâu, em làm đi. Dạ vậy thầy cứ yên tâm giao cho em, để em nghiên cứu chút xíu rồi em giải cho. Cái này cũng đơn giản mà. Không không, anh này hơi khó nha. Mà xương đen ra tay đây, lên trên này đó, có cái lỗ rồi mình đưa cái tay mình vô đó. Rồi trưởng thầy phải chỉnh lại mới được. Cái này sai sai rồi, cái bàn tay nó phải hướng về hướng của mình đó. Rồi nhưng mà nó chĩa đi tùm bậy. Ấy bên này nó chĩa qua bàn tay bên kia, em hiểu rồi thầy ơi, chờ em chút xíu. Đây đây đó. Sao mà làm khó được mình chứ. Ủa nó mở cửa nào. Ủa đây thêm cái nữa đó. Thấy chưa, thầy nói là nhất nhất cái đầu mà thầy đâu có làm được mấy cái này đâu. Cái này nó cũng cần nguồn điện để bắn vô trong nó nè. Game chơi không sợ quá vật mà sợ nhức đầu á thầy. Em thấy nhức nhức rồi đó. Nhưng mà không sao, mấy cái này còn đơn giản, còn giải được. Rồi ok, em sẽ chỉnh góc lại. Chỉnh cái cây này nó chẻ vô cái cây này. Rồi thử coi cái cây này nó trưởng được chưa. Rồi nó quay lại luôn. Không được, sai rồi. Phải chẻ qua bên này. Đó. Rồi cái tay bên này chĩa qua bên này, rồi nó chĩa xuống bên này. Cái gì mà rối dữ vậy ta. Trời xin gửi lời đến nhà sản xuất nha. Đó, chĩa. Ủa, lộn. Chĩa qua bên này mới đúng. Đó. Rồi, nó chĩa tùm lum luôn thầy ơi. Rồi, cuối cùng cũng mở được cái cửa rồi. Ủa, phải không? Ủa, gì em ru vậy? Ê, công sức của tôi nãy giờ các bạn ơi. Sao bạn không nói gì chơi hả? Ê anh trai ơi. Rồi nó không mở được cái cửa luôn. Sao kỳ vậy ta. Đáng ra đúng vậy hết là phải mở cửa cho mình đi ra chứ. Ủa mở rồi nè. Rồi có được 2 sợi dây điện rồi. Khởi động thôi. Còn thiếu 2 sợi nữa. Nhưng mà khởi động trước 50% đi. Đó thầy thấy em hay chưa thầy. Nó lên rồi kìa thầy, nó lên rồi. Quá đã ơi. Rồi hết cứu. Mới lên được chút xíu rồi nó cúp nguyên hệ thống điện luôn. Sao hay cúp điện ghê ha. Chơi game kinh dị mà còn cúp điện nữa. Rồi bây giờ chúc em may mắn lần sau. Rồi ai điện nữa rồi kìa. Phía sau cánh cửa là gì đây? Là gì đây? Không có gì hết. Không có gì hết. Ây ai, ai chơi mới vừa bước ngang đóng cửa à? Chị kỳ quá nha. Ê cái đường này thấy quen nha. Dương My có thấy quen không chứ thầy, thấy quen quen á. Cái ống màu vàng nãy trên đầu mình á. Rồi ê ra ngoài rồi nè. Wow, chưa làm xong nhiệm vụ mà ra ngoài rồi. Cúp điện ở ngoài tới thui không thấy gì luôn. Ê, ủa gì vậy? Ê, nó không cho mình vô nữa. Chắc nó thấy mình báo quá đuổi mình ra ngoài á thầy. Chứ người ta kêu vô sửa điện, mình vô mình sửa cái cúp điện nguyên khu này luôn. Thật tuyệt vời. Đâu có, ít nhất mình cũng gắn được 2 sợi dây điện chứ. Đâu ở dưới này bình thường mà. Rồi ê, nguyên cái máy này nó hư hết luôn rồi nè. Ê, mình báo thiệt mấy đứa ơi, mình báo thiệt. Hèn chi nó khóa cửa lại nó không cho mình vô nữa. Cái bảng điều khiển đó. Ê thầy, hay cái bảng điều khiển nó hiển thị lên rồi nè thầy. Đây, nó hiển thị cái chỗ mình đã sửa nè. Có lên là được rồi, có lên là mai rồi. Ê, nó đưa mình chìa khóa nữa nè. Vậy là nó còn tin tưởng mình, để thầy coi. Ê, nó đưa mình chìa khóa nhà luôn mấy đứa ơi. Đây thôi, về nhà thôi, tối rồi về nhà ngủ chứ ở đây hồi gặp con mèo á. Chúc tất cả các em có một buổi tối vui vẻ nha. Thầy vô nhà ngủ đây. Ai, cái nhà này thật là tuyệt vời. Không biết điều gì sẽ chờ đón chúng ta nữa đây. Thầy cứ bình tĩnh tự tin như thầy, em đi ngủ đây. Ê mấy đứa, không biết con mèo nó có ở trong nhà này không ta.
thầy sợ lắm nha, cái cửa này bự bự nó chui vô được á. Con mèo là vật nuôi, là thú cưng trong gia đình thì tất nhiên nó phải ở trong nhà rồi thầy. Nó đang trong nhà đợi thầy á. Thầy, em đúng là một đứa học trò tốt quá ha. Rồi bây giờ chúng ta phải đi đâu đây? Ở đây có cánh cửa nè thầy. Wow, ôi, ở khí độc nhiều dữ ta. Cái này vô cái là đứt chuột á thầy ơi, kiếm đường khác đi thầy ơi. Hình như là chỉ có một cái đường này thôi à, không có đường khác đâu. Giờ cúi thấp người xuống đi vô trong này, chắc là không bị trúng độc đâu. Ê, ủa? Ôi dạ. Rồi chúc mừng thầy, thầy đã bị trúng độc rồi thầy ơi. Thầy đã dính bẫy của con khách nắp rồi. Thầy không thể nào cứu được nữa. Rồi qua một cái căn phòng nào rất là xa lạ luôn. Thầy đi ra đi thầy, hỏi hồi là đứt chuột thì có thầy. Hồi nãy thầy quên đây là độc tố của con mèo méo mèo mèo mèo. Bây giờ dính vô rồi, biết sao được. Thôi kệ đi đại đi. Cái gì đang chào đón chúng ta đây? Một căn phòng với những cái phòng rất là giống nhau. Vậy là chúng ta đã bị lọt vô mê cung vô tận với những chiếc phòng rồi. Con mèo ma này phải để cho ma xương trắng làm phép trừ khử nó mới được. Chứ nó dẫn mình vô trong mê cung này rồi sao mà thoát ra được đây. Trời đất ơi. Rồi dấu vết của con mèo để lại nè thầy ơi. Trời ơi, nó vô trong này nó phá tanh bành trong này luôn. Qua đây trời ơi, qua. Không phải. Cái gì vậy? Ờ cái gì đứa nào chùm khăn trắng lên gì ghê vậy? Thầy ơi, ai điện vậy thầy ơi? Người đó điện là chỉ dẫn cho chúng ta đường đi á thầy. Nghe tiếng chuông điện thoại đâu phía này nè. Coi chừng con mèo nó giả tiếng chuông điện thoại nó kêu em đợi đó nha. Ê đi từ từ thôi, đi từ từ thôi. Mấy cái khúc cua này nguy hiểm lắm á. Ủa? Ở đâu vậy ta? Nghe tiếng gần lắm luôn á thầy mà. Không có thấy được. Không có thấy căn phòng nào mở cửa được hết trơn thầy. Có dấu điện thoại dưới này không vậy bạn? Không có luôn. Ủa vậy đâu ta? Có thấy căn phòng nào mở cửa đâu vô? Đây nè, chứ bây giờ chỗ này sáng đèn nè. Đúng rồi, căn phòng này nè. Ủa mà có cái điện thoại đây không? À, đây 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 đây. Alo. Thầy ơi, không xong rồi thầy ơi, không xong rồi. Ơi, ơi, con mèo kìa thầy. Ơi, con mèo. Nó đâu rồi? Ủa nó chạy đâu mất tiêu rồi. Ui, hồi nãy mà nó vô là không ai cứu được luôn á thầy. Ơi, bạn có muốn nói gì nữa không bạn ơi? Bạn đừng kêu tôi chạy rồi, bạn để tôi mình đây nha. Rồi rồi, tới vụ gì nữa ấy? Ơi, điện nó chớp tắt rồi kìa. Rồi. Rồi không gian trở nên mờ ảo rồi đó. Đi lại phía trước coi có chuyện gì xảy ra phía trước. À, chơi gì kìa ấy, chơi mà đập cửa vậy? Con mèo đúng không? Ra đây. Ôi thầy đừng kêu. Ôi thầy. Đó là lại nó trước mặt kìa thầy. Thầy ơi. Ê con mèo đứng lại, hãy đưa ta ra khỏi nơi này đi. Ơi ơi, đâu muốn mắc kẹt trong mấy cung này đâu. Nó chạy rồi thầy ơi, nó chạy ở phía trước rồi thầy ơi. Đúng rồi thầy. Quẹo thêm cái nữa thầy. Đúng rồi. Đúng cái đầu em chứ đúng. Ở đường cục rồi nè, đúng đâu đúng. Nó chạy nó mất tiêu rồi. Kỳ vậy ta. Kỳ lạ thiệt á, tự nhiên mình lọt vô trong cái đường này rồi sao ra được đây. Quay trở lại cũng đâu được đâu thầy, cũng đường cục rồi nè. Vậy là hết cứu mình rồi hả mấy đứa? Cái đèn hồi nó thu hẹp lên nữa là đứt chuột á. Thôi để thầy coi có con đường nào đi khác nữa không. Ở phía trước nè. Ê cậu mong là thoát được nha. Rồi được rồi, được rồi, thoát được rồi mấy đứa. Nhưng mà không biết phía trước là nó dẫn đi tới đâu nữa đây. Không có cái tài lấy gì chống cự được đây. Ủa rồi giờ nên đi đường nào đây ta? Thôi đi đường này đi. Yeah, thoát rồi thầy ơi, thoát rồi thầy ơi. Vô thôi. Hả? Ủa? Ê, mình bị ngăn cách bởi cái một miếng kiến cái gì vậy thầy? Kìa ta. Rồi giờ phải quay trở lại rồi. 7 hours later. Kiểu là nhà sản xuất của trò chơi này không muốn chúng ta rời xa trò chơi sớm quá, nên mới nghĩ ra cái thử thách này nè. Đi hồi chóng mặt muốn chết luôn nha. Rồi bây giờ tới đâu? Rồi chóng mặt quá đưa vô bệnh viện luôn. Thầy coi phim không thầy? Để em gắn cái cuộn phim này vô cho thầy coi nha. Chứ ở đây chán lắm, không có thấy đường ra. Rồi, thấy có đèn rồi đó. Mới mở lên là thấy nụ cười tự tin của một hung ghi rồi. Ủa sao khung cảnh nó bị thay đổi luôn rồi nè thầy? Nó kéo mấy cái miếng màn lại luôn rồi. Ủa gì hả vậy? Rồi, nụ cười mất dần nhân tính nè mấy đứa ơi. Coi kìa, nụ cười của hung ghi kìa. Trời ơi, thầy cứ yên tâm đi, nó trong tivi chứ nó có quậy ở ngoài đâu. Ê, 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 bay ơi, có gì sáng sáng lên bay ơi, ê. Nó bớt cả kìa. Hôm nay chắc phim 8D á thầy ơi, chứ không sao đâu thầy ơi. Phim 8D thôi. Ê, phim này là 8D gì, phim này đăng sức luôn á, 8D vậy, coi kìa. Ê, nó leo qua ngoài thiệt đó kìa, nó cửa kìa, chạy đi. Chạy mấy đứa, chạy lẹ mấy đứa ơi. Ê, 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 đừng tôi nữa mà. Bạn ơi, bạn ơi. Giấc mơ, tất cả chỉ là giấc mơ thôi thầy ơi. Ờ, chắc tại hồi nãy mình hít thở cái khói màu đỏ đó nên mình bị ảo giác thôi. Rồi quan trọng ở đây là ở đâu mới được. Chứ tự nhiên nãy xỉu ở dưới kia mà sao giờ lên tới trên này rồi. Ai đưa mình lên trên này vậy ta?
Rồi, hình như đã tới lúc chúng ta làm nhiệm vụ rồi đây. Chúng ta đang ở giữa nhà thì phải á thầy. Xuống cái lỗ này khám phá coi cái gì dưới đây. Ôi, khí độc nữa coi chừng á. Wow, chiếc xe đua nhìn đảo á thầy. Rồi, giờ đi đâu nữa ta? Mình đi vô làng khói độc là mình bị ảo giác. Nhưng mà trong này cũng đâu có đường nào đâu đi. Để thầy nghiên cứu coi. Hình như là lấy chiếc xe này đụng vô mấy cái thùng này cho nó rớt xuống á. Ở đây nè. Rồi, đồ chơi mới của công ty nha. Ủa thầy, thầy phải buông tay ra cho xe nó chạy chứ. Thầy nắm lại gì cho nó chạy được thầy. Ờ, thầy quên. Đó, đó, đó. Rồi, được rồi nè. Nhưng mà thầy sợ vô cái khói độc này nó bị ảo giác á. Đó không, bị ảo giác rồi nè. Rồi, không biết lần này cái gì xuất hiện đây, ảo giác gì đây. Xin vĩnh biệt cô. Không phải ảo giác thầy ơi, chết thiệt. Cái đó là khói độc chứ không phải là khói ảo giác. Vô là đứt chuột thiệt thầy. Khói độc quá nhiều, không có cách nào để khóa lại hết trơn á. Không biết bấm nút nào để cho nó ngừng thả khói độc nữa. Bây giờ sao vô trong đó được đây ta? Chắc chắn sẽ có một cái nút nào đó ở đây để tắt. Thầy sẽ kiếm ra được cái nút đó. Đâu rồi? Ở đây có không? Ở đâu vậy trời? Ở trên này. Ôi, gì vậy? Ôi, thầy mới nhận được cái mặt nạ phòng độc. Mời nè. Vô thôi, ta không sợ khói độc nữa đâu. Ủa, rồi vô đường cục này rồi làm gì trong này? Vô hít khói chơi vậy đó hả? Ủa, giờ đi đâu? Kìa ta. 15 minutes later. Đây nè thầy ơi, cách đi đúng là như vậy nè thầy. Ở dưới này có một cái miếng trượng. Đó, để ý mình mới thấy. Thầy trò của mình cứ nghĩ là nắm tay leo lên chứ không phải đâu. Phải trượng nó mới lên được. Đúng là game làm khó người chơi nhất thế giới luôn á. Phần này thầy thấy thật sự là rất khó luôn á. Phải để ý nè, phải có kinh nghiệm nè mới qua được mấy cái dáng mà thử thách. Nó không có gợi ý cho mình gì luôn á. Mình tự đi tìm hiểu, mình tự kiếm đường mình đi luôn. Game này mà chơi buổi tối mới phê nè thầy. Chứ chơi buổi sáng về không có sợ đâu. Mà được cái là nó không có hù mình nhiều. Lâu lâu nó lú đầu ra nó hé lô mình thôi à. Ờ vậy cũng được, gắn cục năng lượng. Rồi bây giờ thiếu một cục nữa, phải đi kiếm thôi. Đến rồi. Ơi có đường ở trên kìa thầy. Nhưng mà em sẽ vô căn phòng này trước. Căn phòng này có gì không? Có gì đặc. Em nghĩ là chúng ta không nên vô căn phòng này đâu thầy. Mình rất xin lỗi về cái sự đi lộn phòng này nha Kissy. Từ từ nha, để thầy coi Kissy Missy nó đang xem cái hình gì vậy. Hình như là hình của một bé gái á. Có khi nào hồi đó bé gái trên tường là Kissy không thầy? Xong cái bị bắt đi làm thí nghiệm rồi trở nên như vậy luôn. Cũng có thể. Tại vì đứa bé trên tường cũng bận áo hồng nữa. Thôi nhưng mà Kissy đang buồn, đừng vô chọc nó, hồi nó gượt chạy vòng vòng á. Đi lên trên để coi phía trên có gì nha. Rồi, ở trên là gì đây? Ê, hình như đây là nơi ngủ của bọn trẻ nè thầy. Quá trời mấy cái nôi luôn. Đúng rồi, có rất là nhiều trẻ em ở đây. Đồ chơi cũng nhóc luôn nè. Ủa nè, có hình nữa. Không lẽ là tất cả bọn trẻ ở đây đều bị bắt đi làm thí nghiệm hết rồi sao ta? Nè, không hình nè. Ở trong công ty Playtime này không những được chơi đồ chơi mà còn bị biến thành đồ chơi nữa thầy. Bây giờ chúng ta cần tìm thêm một cái cục năng lượng nữa. Đây, cục năng lượng ở đây rồi. Ai làm rớt bể gì đó thầy? Coi chừng con mèo á thầy ơi. Không có đâu, em yên tâm đi. Cái này chỉ là hiệu ứng hù chúng ta thôi. Ủa giờ lấy được cục này rồi đi xuống đường nào ta? Thôi đi đường nào xuống đường đó đi. Cái lỗ đâu rồi? Đây. Xuống. Ê, vậy cho nó an toàn. Chứ đi hồi nó bị lạc mất công nữa. Sao tối thui không thấy đường gì hết trơn. Đây rồi. Rồi, khởi động. Thầy phải nhấn vô cái nút này người ta mới khởi động được chứ. Rồi thầy, nó mở cửa bên này rồi nè thầy. Đi thôi. Làm thầy tưởng gắn nguồn điện xong là im ru luôn chứ. Ai ngờ phải nhấn nút nữa hả? Gắt gối dữ. Rồi cái này không có đi được đâu. Trên này thì là gì đây? Phòng gì đây? Ê, có xe nữa nè. Rồi, có xe thì khởi động xe cho nó ủi ơi. Đó, ủi đi. Rồi, ủi rồi, sập cửa rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ mở cánh cửa ở đây. Rồi xong, cái này không có điện rồi. Cái này không có điện thầy ơi. Rồi giờ bi tới giờ ngáo rồi đó. Cái tay này sao vẫn điện được? Cái tay này nè. Đó không? Ủa lộn nè. Rồi mở cửa. Tự nhiên em lấy cái tay kia sao vẫn điện được? Cái tay kia trưởng mà. Thầy, lần này em hết ngáo rồi nè thầy. Em thấy bên này có nguồn điện nè thầy. Đây. Đó. Ê, rồi để mở cái này. Mà em không biết cái cửa ở chỗ nào thôi. Không biết cái cửa nó mở chỗ nào. Đây. Qua lẹ. Rồi. Được á zombie, hết ngáo vậy là tốt á. Rồi giờ tới thầy ngáo nè. Này lấy nguồn điện ở đâu? Để em đi kiếm cho thầy. Cái gì vậy? Cái con cáp đáp hả thầy?
tụi mình đi đường khác đi thầy ơi. Phải, cái này chỉ là bức tượng thôi mà, đâu phải là con cáp náp đâu, lo thấy không? Chỉ là bức tượng vô tri thôi. Bây giờ mình đi kiếm nguồn điện cái nè. Ở đây có nguồn điện nào không? Sao không thấy gì hết trơn trời? Không có mấy đứa ơi. Ê, sao nó quay theo nó nhìn mình chi vậy? Ây à, lần này là căng rồi đó nha. Không thầy ơi, hình như nó có cảm biến trong người của nó thầy. Mình đi tới đâu là nó xây theo mình tới đó luôn á thầy. Ây da, trời ơi, cái con này mày đừng có chơi như vậy mà, đâu có vui đâu. Ê, cái con mèo đó làm thầy sợ thiệt luôn á. Ủa, sao nó đứng im vậy? À, trời ơi, hồi sớm giờ thanh niên này giấu cái nguồn điện của chúng ta ở đây. Cái cục pin của chúng ta giấu sau lưng. Mình đi cái nó quay theo rồi, mình đâu có lấy được. Quái thiệt á chứ. Bây giờ đi xuống đường nào? Đây thầy ơi, căn phòng để nhét cục pin vô đây thầy ơi. Nhưng mà mình mới tìm được có một cục và còn cục nữa mới khởi động máy được. Thầy, chúc thầy vui vẻ, còn cục nữa đó thầy. Ảo thích đấy. Thầy đã tìm ra được đường đi tiếp theo rồi mấy đứa coi nè. Gắn vô đây. Rồi xong, lấy nguồn điện trên này. Đi qua gắn ở chỗ này. Đó, rồi sau đó sẽ quay về đây, lấy nguồn điện ở đây. Gắn cho bên này. Ủa, hết điện rồi. Để em làm phụ thầy cho. Trời, thầy chạy chậm quá nên nó hết điện ở đây. Đó, trời ơi. Cái chuyện gì mà, ấy hết hồn mày, con gì vậy? Con cáp náp mà pha ke thôi, phiên bản gấu bông thôi. Có xe thì làm gì nào? Có xe thì kéo dây thôi. Đi đi em. Wow, đúng là xe F1 ha, phóng nhanh quá mà chạy theo không kịp luôn. Rồi, căn phòng này có gì chỗ không ta? Để coi, có ghi cục pin không? Không có, không có. Trong căn phòng này nè thầy ơi. Ây, khởi động. Phải đeo mặt nạ vô mới được. Rồi, xong pha chiến trường luôn. Mình đeo mặt nạ, mình không có sợ gì đâu. Đi coi, phía trong này có cái cục pin không? Chắc có nên mới có khói độc vậy nè thầy. Khỏe lộ, ta đến để lấy cục pin này. Cục pin đâu rồi? Cục pin ơi, đừng nói giờ tới trong này mà không có gì là buồn lắm á nha. À đây, cục pin đây rồi. Rồi đi về gắn thôi, Rồi gắn cục pin vô, gà gáy, lên đường. Rồi không biết là nó sẽ mở cửa nào nữa đây. Nè thầy ơi, nó mở cửa trung tâm điều khiển á thầy. Thầy, rồi thoát rồi mọi người ơi. Dễ ẹt. Ủa, rồi tới nữa rồi nè. Tới gì nữa rồi đó thầy ơi. À, yên tâm đi, cái này để tôi zombie ra tay một cái là xong rồi. Cái gì đây? Tay trưởng này để làm gì? Súng ngắm găng tay. Được á. Rồi tới qua bên này ngắm rồi. Lần này có cái súng găng tay xịn dữ ta. Rồi để coi. Rồi nó dướng lại cái này rồi. Phải ngắt điện ở đây mới được. Ngắt điện cái cho cái này nó rớt xuống. Rồi cái này nó mới bắn qua được. Đó. Ủa, kéo này qua, bật cái này lên. Thì ra là vậy. Hôm nay zombie được á nha. Zombie giúp ích được rất là nhiều chuyện luôn á. Cái căn phòng này quen, hình như là căn phòng đầu tiên vô đúng không ta? À đúng rồi. Bây giờ đi ra thôi. Rồi ra ngoài, kết thúc nhiệm vụ trong cái ngôi nhà này rồi nha mấy đứa ơi. Đi thôi. Ê đừng. Ai ơ, cái gì? This place makes her tense. I'm glad that Ollie could help you get this far. He's the reason we found you at all. Kitty và Bobby đến đây giúp chúng ta đó thầy. Hình như là hai người họ muốn dẫn chúng ta đi đâu á. Looks like the train crash hurt us both. You've been through so much. You deserve an explanation. Come on. Không biết Bobby với Cassie ở trong này có gặp nguy hiểm bởi cái con cáp náp đó không thầy? Chứ thấy hai bạn này dễ thương quá trời luôn. Còn cáp náp thì hết cứu rồi. Tôi tới liền đây. Để chút xíu. Rồi, bây giờ chúng ta đi đâu đây? But I can't just let you leave. What's happening down here is bigger than all of us. And I need you. So we can get revenge on those monsters who've tortured you, who've
tortured us. They didn't act alone. They're disciples of the original. The prototype. Hình như chỗ này là chỗ cái đài quan sát hệ thống điện hay sao á thầy ơi. Hình như là vậy á. Để thầy coi. Rồi. Ôi thầy tưởng là ổn xỉu rồi chứ. Chờ chút nha Bobby với Cassie. Để thầy kiếm coi. À cái nút này đúng không. Rồi. Vậy là hệ thống điện ở đây đã được khôi phục rồi. Prototype knows we're coming by now. You try to escape, he'll kill you before you ever reach that front door. He's the reason I was trapped in that god-awful case for so long. You have no idea of the things he's done. Let me help you kill him. Let me help you save everyone. We've all seen you, how capable you are. You killed Huggy. You killed Mommy. You freed me. You are perfect for this. Catnip is coming. He's the final obstacle the prototype has placed against us. We can't stay here. Keep yourself safe. Ollie will call you. Ok, Ollie sẽ điện cho tôi sau. Còn bây giờ tạm biệt Bobby và Cassie nha. Ê, hết hồn. Trời ơi, điện đâu mới gì nhắc cái điện liền chạy. Đây, cái này quan trọng nhất nè. Kéo cái này xuống cái hầm ở dưới của chúng ta. Công sức hồi sớm giờ mà không kéo cái này xuống thì cũng như là đổ sông đổ biển thôi. Gắn vô trong này thôi. Đó, rồi, tuyệt vời luôn mấy đứa ơi. Thầy quá mệt mỏi rồi, đã đến lúc nghỉ ngơi rồi. Ê, hình như là trên cái máy nó hiển thị được 50% rồi kìa. Rồi, nó đưa chìa khóa mình nữa rồi nè. Nhưng mà thầy phải nghỉ ngơi mới được. Chào mừng thầy đã đến với trường học quái vật. Ủa thầy tưởng là trường của mình là trường học quái vật rồi chứ. Dạ không, đây mới chính là trường học quái vật thật sự nè thầy. Đó thầy hãy đi tham quan một vòng đi. Rồi thầy biết tại sao nó tên là trường học quái vật. Đó mọi thứ trong này đã trở nên hoang tàn. Các học sinh trong trường đã biến mất. Chỉ còn lại đống đổ nát này do con cáp náp làm ra thôi thầy. Dưới trong chỗ trường này có một giáo viên rất là dễ thương cô giáo Thảo của thầy nữa. Có chuyện đó sao? Sao thầy không biết ta? Trời ơi, giáo viên chung với nhau mà thầy không biết trong trường này có một giáo viên dễ thương như vậy. Em giới thiệu sơ về giáo viên đó cho thầy biết coi. Dạ cô đó tên là cô Hoa. Lúc nào cô ấy cũng tươi như hoa chứ thầy, lúc nào trên môi cũng nở nụ cười. Nhưng mà được cái là cô hay ngại ngùng mắc cỡ. Thầy nhìn cô cái là cô sẽ đứng yên, cô không cử động. Trời cô nghe thú vị quá. Ê! Ê, cô kìa. Phải không? Dạ, đúng rồi thầy. Thầy cẩn thận nha thầy. Trời ơi. Có gì đâu, trời thầy cũng thấy bình thường mà. Hình như là cô cũng tóc bồng bềnh giống như là cô giáo Thảo vậy á. Ủa, cô đâu mất tiêu rồi ta? Chắc cô vô cửa này rồi. Thầy cứ yên tâm đi, sớm muộn gì thầy cũng được gặp cô thôi à. Nhưng mà trước hết thầy phải giải mấy cái câu đố này cái đã. Rồi xong rồi cái cục pin nó bị kẹt ở trong đó rồi thầy ơi. Bây giờ chúng ta phải lên bằng đường lõ thông gió thôi, chứ không có cách nào đi vô hết trơn á. Chúng ta cần hai cục pin để kích hoạt nguồn điện. Rồi, một cục đã bị nhốt, còn một cục đang ở đâu? Mình đã có cách vô cái lồng rồi nè mọi người ơi. Rồi, mình sẽ lôi cái cục này vô cái lồng. Vô đây nè bé ơi, vô đây nè. Trời ơi, làm gì vậy? Ủa, sao hơi dướng dướng vậy ta? Vô đây. Rồi, vô luôn, vô. Rồi, bây giờ nó không vô được mà nó cũng không ra được luôn. Thôi đóng cửa lại, chúc thầy may mắn lần sau. Cục pin còn lại nó có ở trong này không ta? Ê, đây thầy ơi, em đã tìm được rồi. Rồi còn một cục ở trong lồng nữa, thầy tự nghĩ cách đi nha thầy. Em đã kiếm được một cục rồi. Cục còn lại nó ở trong lồng thì chúng ta sẽ chia nhau ra đi tìm mấy cái lỗ thông gió, coi đường nào đến cái cục đó nha mấy đứa. 15 minutes later. Em xí trước, em tìm được cái lỗ thông gió rồi nè thầy. Rồi, quá tuyệt vời luôn. Chắc chắn là cái này chứ không có cái nào, tại vì cái này là cái lỗ thông gió của phòng kế bên đó thầy. Đi xuyên qua là đúng rồi đó. Rồi, phải không? Phải cái lỗ này không? Rồi, xuống luôn. Đó, lấy được cục pin đó thầy ơi. Ủa mà giờ quan trọng là sao ra được? Đừng lên đây nè. Trời ơi, hên cho zombie với nha. Chút xíu nữa là bị nhốt với cục pin tới cuối cuộc đời luôn rồi. Vô nè, rồi, lấy điện. Lấy điện để chúng ta mở cái cửa sắt ở trên này nè thầy. Mở cái cửa này. Rồi, vô luôn thầy ơi. Ủa sao tối dữ ta?
Rồi cái cửa này đi đâu đây mấy em, cho thầy coi coi. Đây ra. Rồi phía trước bị chặn rồi. Ở đây 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 đây. Nhưng mà thiếu một cục pin. Để đội thám tử tìm pin đi tìm cho thầy. Thầy cứ ngồi đó chơi đi thầy ơi. Chỗ nào sáng đèn nè, chỗ đó có tụi em. Ở đây không có rồi đó. Ở bên này có không? Không có luôn. Ê đây 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 đây, có lỗ thông gió. Rồi. Thế nào cũng có cục pin thôi. Cảm giác sợ hãi khi chui trong mấy cái đường thông gió này. Ê, ê cô kìa. Trời ơi, cái bà cô bà đi cái tướng kỳ quá ha. Lẹ đi kiếm cô coi mấy đứa thì chậm dưới. Ê đây đây đây. You're not a good listener, are you? You're a lot like the other humans in that way. I wonder if your screams will sound like theirs too. I look forward to finding out. Cô Hoa có đôi lời nhắn gửi với thầy với thầy. Cô Hoa hồi muốn nghe thử tiếng hát của thầy coi nó có giống người khác không? Thì là thầy hát bự hơn người khác nữa. Gặp nhau là phải chào nhau chứ la hét gì. Em tào lao quá, em không biết tiếng Anh mà em hay dịch quá. Rồi cái này kéo đi đâu đây? Kéo vô cái máy này để phát điện hả? Đâu rồi? Có chỗ nào đâu ghim điện vô? Nè. Chỗ đâu ghim điện không lấy chui vô trong này. Kéo điện là kéo từ bên này qua bên cái cây. Rồi gắn vô ở trên này nè thầy ơi. Thầy gắn sai rồi. Đây. Trời ơi nãy không nói sớm làm thầy chui vô cái máy. Rồi chuyện gì xảy ra đây ơi? Cô kìa. Trời cô đập cái máy luôn rồi. Rồi đất ơi. Có chuyện gì mà cô đập cái máy vậy ta? Xin chào cô nha. Tôi xin giới thiệu, tôi là tên là Harold Ray. Trời ơi cô tính nóng như kem nhỉ. Ui. Cô này tính kỳ ghê luôn á. Mình mới chào cái là hù mình rồi. Nhưng mà mặt cô nhìn thấy ghê ghê á mấy đứa ơi, chị giống quái vật á. Chính xác đó thầy, 100% luôn. Đó là quái vật á chứ không phải là cô giáo đâu thầy. À! Con quái vật này lúc nào miệng cũng cười tươi như hoa, nhưng được cái là hay ngại á thầy. Thầy mà nhìn nó là nó không có di chuyển. Mà thầy quay lưng đi là nó di chuyển á thầy. Đó thầy quay lưng đi đi. Đó à, thầy quay lại, thầy nhìn đi, thầy nhìn đi, thầy nhìn đi. Thầy, thầy quay lại đây. Đó thầy, nó ra tới đó rồi đó. À trời, vậy thì con quái vật này dễ tính mà. Thì mình không rời mắt khỏi nó thôi, có gì đâu. Rồi, nhìn gì mà nhìn. Đứng đó đi cưng ơi, thầy đi đây, tạm biệt. Ủa, mà đi đường nào mới được? Vừa coi đường ấy là nó bước đi à. Rồi vậy sao? Sao coi đường được mấy đứa? Cứ đi quay lưng vậy quậy hả? Đường ở đâu vậy? Ơ sao nãy không coi đường trước ta? Chắc đi vô đây á. Ê, cô ơi, cho tôi đi từ từ. Ai cô ơi, tôi nhìn cô nha, cô bước đi là tôi thấy á. Ê, gọi giờ cô đứng ngay cái cửa luôn rồi, sao tôi ra được? Chết rồi, phải quay mặt vô cho cô bước vô mình mới ra được. Rồi. Ê, cô không có vậy nha. Tôi lúc nào tôi cũng nhìn cô chứ á, cô đừng có bước đi nha. Rồi, chạy, nhét vô. Đó, cô ra đây. Cô bước ra đây. Rồi tuyệt vời. Ủa sao ở cái cửa đóng xuống rồi. Liêu, làm sao mà cô qua đây được. Thấy thầy hay chưa mấy đứa, thấy thầy hay chưa. Làm sao mà qua đây được. Rồi dính rồi, bị kẹt lại rồi. Đi thôi, bây giờ chúng ta sẽ cầm cái cục pin năng lượng này tiếp tục mở những cánh cửa khác. Ê, gì vậy? Ảo vậy, sao cô qua được? Trời ơi, cái cánh cửa này không thể nào cản bước được cái bà cô này rồi thầy ơi. Thầy phải chọn phương án khác mới được. Ây da, nguy hiểm lắm ở đây, đừng rời mắt khỏi bà cô này nha thầy. Thầy biết rồi, thầy sẽ không rời mắt đâu. Nhưng mà, phải coi đường cái đó. Rồi, không sao, nhìn cái chỉ quay lại thôi, nếu nó không có đi xa được. Bây giờ thầy sẽ vô trong này lấy nguồn điện. Từ từ cô ơi, có gì đâu mà gấp cô ơi. Ây. Đây, lấy hụt mới chứ, đây, từ cô ơi, không có chuyện gì mà phải gấp hết trơn cô ơi. Rồi, để thầy lấy nguồn điện. Đó, ok. Ê, Lần này thầy cứ để em nha thầy, em đã có kỹ năng và tốc độ rồi. Mà có gượt thì cũng không gượt được em đâu. Rồi, chuẩn bị, lên đường. Rồi, ra đây đi cô, ra đây đi. Cứ ra đi. Rồi về thôi. Hù. Cướp. Ha. Cướp. Trời. Ôi. Hết rồi thầy ơi.
gặp hách siêu đẳng rồi thầy ơi, giữ gần mai xương đen nữa. Trời ơi, hết cứu rồi, nãy mới hay đó mà bước cây xuyên tường luôn. Ê, con này nó ảo qua Canada quá thầy, cái cửa đóng xuống rồi mà nó còn đi xuyên qua được. Để lần này em coi nó xuyên qua bằng cách nào. Ra đây, ra đây, đây. Trời ơi, muốn qua đây ăn thịt la lắm chứ gì. Không có được đâu, không ăn thịt zombie được đâu. Rồi em vừa đi em sẽ vừa để ý coi nó xuyên qua bằng cách nào. Không thể nào ảo như vậy được. Rồi em sẽ nép vô vách tường coi nó có bước ra hay không. Rồi bước ra không, bước ra không. Không, 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 không. Vậy là lần này nó không xuyên qua được nữa thầy. Rồi lần này chúng ta đã tự tin để giải mấy chướng ngại vật có phía trước rồi. Nó không có bước ra đâu thầy. Ê, tới nữa đó. Rồi xong rồi. Cái nguồn điện trên tay của mình bị tắt rồi. Bây giờ phải quay trở lại đây mới lấy nguồn điện được. Ừ, đi xích ra cho ta lấy nguồn điện coi. Chết ra. Con này yêu ma quỷ quái rồi chứ. Bước lại phía trước chút nữa đi. Đúng rồi, đúng rồi. Đứng yên đó nha, đứng yên đó nha. Không được nhúc nhích nha. Ta lấy nguồn điện là ngươi không được nhúc nhích nha. À, cho ngươi cục pin nè. Ê, nhìn gì, đừng có nhìn ta nữa. Ê. Xin vĩnh biệt cô. Phải, để thầy, thầy có cách rồi. Rồi. 1, 2, 3, chạy. Càng nhanh càng tốt. Ê, hình như thầy chạy lộn đường rồi. Ê, hết cứu rồi. Hết cứu thầy rồi. Ê, không bước ra nữa nha. Không có vậy nha. Chỉ là chạy sai đường chút xíu thôi mà. Cô có thể cho tôi chạy lại được không hả? Cô đừng có đứng giữa đường như vậy, làm sao mà tôi chạy được. Chơi là phải phem lay chút xíu chứ, cho người ta chạy với chứ. Rồi, thầy có cách rồi. Đây. Đó. Rồi, cầu mong là không bị nắm cái đầu lại. Lụm cục pin mới được. Ê, 1, 2, 3. Được rồi, đi thôi. Đường này đúng nè. Ra đây, cô ơi, tôi đi đúng đường rồi nè, cô ơi. Đó, mấy đứa thấy không, đứng cách xa mình lắm luôn á. Mấy đứa nhìn nha, chứ họ lại dịch chuyển sau lưng mình á. Đấy, thấy chưa, rõ ràng luôn, ăn gian rồi. Ê, chờ tôi lấy nguồn điện này cái. Hơi lộn tay, cái tay màu xanh mới lấy được. Rồi, ok cô luôn, gượng đi. Tôi nè, gượng đi. Hi. Đây, kéo mấy cái này lại. Cái này sớm cho mi nó kéo chặn cái cửa lại nè. Thấy vậy chưa cứng lắm á nha. Rồi, bước ra đây. Chặn cái cửa lại luôn, khỏi cho qua luôn. Đó. Sao qua được? Nếu mà qua được thì hết cứu thầy luôn. Cầu mong là cản bước được con mẹ tóc vàng này đi mấy đứa ơi. Bây giờ mình phải tìm đường cái đã. Đúng kiểu khi đi đâu cũng được, quay lưng lại là có người đứng chờ mình phía sau. Cánh cửa ở phía trước rồi. Hình như là em ấy không có còn đi được nữa, bị cái đó cản lại được rồi đó mấy đứa. Nên ai chơi cái này áp dụng cái phương pháp đó nha. Kịp không thầy, cố lên thầy ơi, cố lên. Nhanh lên, để hồi nó tắt điện đó thầy. Cố lên thầy ơi, sắp được rồi. Rồi được rồi thầy, quá tuyệt vời. Rồi, ủa sao mình cũng còn ở vòng đây vậy ta? Chờ chút nha, thầy thấy nguồn điện rồi nè. Ở đây có hai cái, chắc là cánh cửa cuối cùng nó nằm ở đây nè. Chờ thầy xíu, ở đây cái nữa nè. Đó. Rồi, được rồi. Khoan này ơi, quá trời cái cục pin luôn. Bây giờ mình đâu có cục nào đâu. Ê, có một cục một. Có một cục thì mình xài chỗ nào có một cục. Đây nè. Ủa, không phải, bên này mới xài một cục nè. Đây. Gắn qua bên này. Đó. Rồi, trong này có một cục nữa. Là được hai cục. Đây. Rồi. Mình sẽ ghim qua bên này. Hai cục. Qua đây. Đó. Rồi. Em ấy chắc không vô được trong này đâu. Đó. Rồi. Ở trong này có nguồn điện. Chúng ta sẽ gắn lên trên này. Rồi sau đó lấy cục pin này. Để qua đây. Cục pin này. Gắn đây. Rồi kịp rồi. Đi. Thoát rồi. Ê, kìa. Nó tới rồi kìa. Chạy lẹ mới được. Ê. Đâu lại. Ôi. Múa đi, sức cái giò luôn rồi nè. Múa đi.
Sao không chị mua đi? Rồi mấy đứa ơi, tiêu diệt được cái bà cô giáo này rồi. Đi thôi. Tới cái khúc này em thấy nó lạnh lạnh sao thầy ơi. Em cảm thấy như là... Ôi, cái gì thầy? Ôi, cái cắp nắp rồi phải không thầy? Ôi, 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 con mèo. Ôi, cái con này nó đang đứng ở chỗ nguyên một bầy quái vật luôn á thầy. Đầu lâu gì tùm lum hết trơn, nó tha mấy cái con đồ chơi về kìa thầy. Nó đang cầu nguyện gì đó. Ôi, nó biến mất rồi thầy ơi. Ôi trời trời, cắn dữ ta. Rồi nó cầu nguyện lần này là nó nhai đầu được cả lớp học quái vật luôn. Đây, xin giới thiệu với mấy đứa đồ chơi mới của thầy. Cây súng pháo, cây súng gọi thính á. Để thầy tiêu diệt mấy con tiểu yêu tinh, mấy cái con chút mà nó đuổi theo thầy nè. Nó cứ phá thầy hoài, nó không cho thầy làm nhiệm vụ. Bây giờ nhiệm vụ của thầy là sẽ bật nguồn điện giữa hai cái nút bên này. Ở trên có con voi nhỏ nó xuống kìa. Con voi nè, chạy đi. Rồi, kéo cái này xuống để giữ cái nút lại. Đó, mấy con này nó nhỏ mà nó có vỏ, nó nhồi lắm nha. Mình không để ý chút xíu là nó cắn mình á. Rồi, súng pháo này bắn sáng lên cái nó sợ, nó bỏ chạy. Nó lui về hang. Đó, không, mấy em phải để ý, tại vì mắt nó sáng lên là nó gần tới mình rồi đó. Không hay được. Sao mà đó được. Rồi em đã kích hoạt hai nguồn điện cho thầy rồi thầy ơi. Bây giờ chúng ta lại chính giữa thôi nào. Rồi đây. Hả? Ủa? Ủa gì vậy ta? Hình như có gì đó sai sai thầy ơi. À là mình phải đứng trên này. Mình phải đứng trên này nó đưa mình đi. Trời làm em tưởng đâu à. Mình qua bên này mình bấm nút mới được chứ. Ê! Rồi lọt xuống luôn rồi. Thầy cứu em mày ơi. Coi chừng sau lưng nó cắn em mày ơi. Nãy tưởng đâu mình lại gần nó mình bấm mà nó chuyển qua bên kia chứ. Ai ngờ đâu. Rồi được rồi. Mình đã biết thì cũng đã muộn. Mình sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa đâu. Rồi tới gì nữa đây. 15 minutes later. Ê, ở đây là một cái nhà tù hay gì nè mấy đứa ơi. Coi nè, tối tăm âm u quá trời luôn. Chắc là không ai muốn ở trong cái nhà tù này đâu ha. Ê, ghê quá. Nhìn sợ. Ê, đất đây hả? Đất đây bị cái gì mà còn có nửa người vậy trời. Vậy mà còn bị bắt nhốt ở đây nữa. Đáng sợ quá vậy. Ê. Ê, mấy con yêu tinh nhỏ xíu kìa. Ê, đừng, ôi nó chui vô bụng đất bay hết trơn rồi kìa. Ê, thả tôi ra. Ai vậy đóng cửa vậy? Ê, rồi, ê, đất đây mất kiểm soát rồi. Ê, đừng. Thôi, đừng như vậy mà. Trời ơi, cứu tôi với. Mở ra đi. Trời ơi, cái con này nó có nửa người mà nó chạy ghê thiệt. Lên thôi. Dạ, phải kéo cục pin từ trên cao cho nó rơi xuống nó mới bể á thầy. Rồi, nó bể rồi. Ui, thầy ơi, trời ơi, cục pin gì bự dữ vậy thầy. What the hell. Mấy bạn ơi, mấy bạn cho mình hỏi đó giờ mấy bạn ơi, thấy cục pin nào mà bự vậy chưa? Wow, quái trưởng nghĩa chứ. Pin nhỏ là pin bình thường, còn pin của mình là pin bình dương. Trời đất ơi. Đó mấy bạn bình luận cho mình biết rồi. Đó giờ mấy bạn coi Bobby lên ha. Mấy bạn đã thấy cái cục pin nào bự gì chưa? Quá đỉnh luôn. Cái cục này là cung cấp năng lượng cho nguyên một cái công ty Playtime luôn á.
bắn vô cái não nổ sập công ty luôn ta. Chứ không có đâu. Mà con Biên nó khủng thiệt. Để mình nhét vô trong cái lỗ thử coi nó ra làm sao nha. Đây nè mấy em nhìn nè, cục pin được vận chuyển bằng thang máy nha. Nói cái thang máy chút xíu mà cục pin kìa. Trời ơi, quải điện thì chứ rồi sao nhét vô cái lỗ được vậy ta. Để thầy nhét vô thử, nhìn hài thiệt luôn á. Thầy nghĩ một cục là đủ rồi. Rồi nhét vô rồi đó. Thôi quải trưởng thiệt chứ. Rồi khởi động. Hí. Cái này nó còn khó hơn, lằng nhằng hơn nữa. Rồi đi thôi, đi thôi, đi thôi. Để thầy coi cái cục pin đó nó làm sao. Trời ơi, cái cục pin nó lòi ra ngoài luôn nè. Ghê thiệt á. Rồi mất tiêu luôn rồi. Rồi kỷ niệm với công ty này là phát hiện một cục pin đột biến gen nha. Một cục pin bị nhiễm phóng xạ. Thầy nghĩ là cái cục pin nó màu này là nó mạnh dữ lắm nè. Tại vì từ đầu tới cuối nó mới xuất hiện có một lần mẫu á. Rồi đâu rồi, hình như đây, đây 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 đây. Về thôi mấy đứa ơi, khởi động luôn. Ủa gì vậy? Gì vậy? Ê! Ê! Khám nắp ra tới! Ê! Chạy chạy cục pin đây! Chạy cục pin đây! Ủa giờ chạy đường nào? Ê! Ê! Sao nó cái miệng nó bự như vậy? Ê! Hồi nãy đâu ở đây nó ghê vậy? Ê! 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 Em nghĩ là muốn nhét cục pin vô được thì phải tiêu diệt được con mèo méo méo mèo méo quá thầy. Ê! Ê! Nó tới! Nó tới! Nó tới thầy ơi! Đó! 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 Chạy 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 được thầy ơi. Nó hở ra cái mùi hương nồng say quá không biết đường chạy luôn á. Rồi 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 rồi. Ủa quên quên quên, lộn nút lúc này mới đúng. Ê kìa kìa coi kìa coi kìa coi kìa. Ủa cái con này giống cái con bò cạp hơn rồi giống con mèo á. Ê đi ra đi đừng có leo theo nha. Đừng có leo theo. Ê cái con đó đừng có leo theo. Ê nó dướng lại thầy ơi, nó dướng lại rồi. Ôi mừng quá mừng quá. Vậy là mình thoát rồi hả thầy. Rồi mình cầm cái cục năng lượng này mình về luôn. Wow thật thú vị. Rồi tới rồi đó, tới ổ của nó rồi đó. Thấy mùi hương của nó nồng say rồi, mấy đứa nhìn biết ở đâu rồi ha. Rồi bây giờ chúng ta mới bắt đầu vào thử thách chính của cái game nè. Tiêu diệt con mèo. Ủa sao mấy cái này nhét vô không được ta. Ước gì gặp lại cục pin siêu to khủng lồ. Nạp vô một phát là khởi động nguyên một cái nhà máy này luôn. Ủa mấy cái này nhét vô làm chi mà khói không vậy ta. Ủa góc cục là thử thách này sao thầy. Sao em không hiểu gì hết trơn vậy. Quá trời cục pin luôn nè. Mà đâu có nhét vô được cái nào đâu. Không hiểu thầy ơi, em không hiểu. Thầy cũng có biết gì đâu nè. Này là sao? Chỗ này là chỗ lấy điện hay là... À chỗ này là nó cần nguồn điện. Để coi, bên này có nguồn điện nè. Rồi gắn vô đây. Rồi mình chọt vô đây. Là sao? Sống có hiện tượng gì xảy ra hết trơn hả? Ở đây. Ủa? Rồi gắn vô là nó xịt khói ra mấy đứa. Chi vậy ta? Gắn vô nè, đó, lại xịt khói ra. Ồ, giữ giữ giữ. Đó, 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 đó. Gắn vô lại xịt khói luôn. Khói đỏ chưa đủ, bây giờ thêm khói trắng với khói đen nè. Hết thấy đường luôn thầy, ung thư phổi luôn thầy. Làm sao vậy ta? Hình như thầy thấy trên này nó sáng rồi nè. Nhét vô thử, ý. Hình như khởi động cái gì rồi. Ôi, khởi động cái gì rồi, chạy thôi. Ý. Em sợ cái con mèo nó nhảy ra thầy ơi. Nó đang vòng vòng đâu đây á. Rồi, gắn vô. Đó, để cho nó chạy nhanh hơn một chút. Đó. Rồi xong gắn vô cái này. Ủa tự nhiên khói nó chạy ra làm chi ta. Sao nó không chạy nguồn điện mà chạy khói làm chi hả thầy. Mèo đó chứ nó sợ rồi. Nó không dám lên đây đâu thầy ơi. Rồi gắn vô đây luôn. Cho khói càng nhiều càng tốt. Đó càng nhiều càng làm cho mèo nó không thấy đường. Nó không thấy mình. Nó không ăn thịt mình được. Bên này một cái sáng lên nữa rồi nè. Cái kia màu xanh, cái màu xanh. Đây. Đó. Rồi gắn vô. Rồi cái này luôn. Chưa mà thầy, nó chưa có sáng mà thầy. Thầy đợi chút xíu đi. Con mèo tới thầy ơi. Lên đi thầy. Lấy nguồn điện đi thầy. Ấy. Ấy. Xa. Ủa. Ủa. Thầy hiểu rồi mấy đứa ơi. Bây giờ chúng ta lấy bốn cái cục màu xanh này nè. Để tiếp năng lượng cho cái máy bự đó đó. Nhưng mà nó không nạp nhanh, nạp liên tục được. Chúng ta phải chờ thời gian cho nó nạp từng cái. Nên vì thế chúng ta sẽ cản bước con mèo, làm chậm thời gian của nó để cái máy này nó nạp năng lượng. Chúng ta sẽ lấy súng pháo bắn nó. Nếu nó không sợ thì chúng ta bỏ chạy. Mà trong này chắc chạy không được xa rồi đó. Trời ơi, mình sao chạy lại con đó thầy. Cái chân nó bước một bước là bằng mình chạy 80 bước rồi. Vậy mình sẽ dùng làn khói mờ ảo này để che mắt nó lại, không cho nó thấy mình nữa. Đây. Thầy sẽ nạp khói liên tục. Đó, dù không thấy nó thì thầy cũng sẽ nạp khói luôn. Rồi, đưa cục năng lượng đầu tiên lên. Đó.
Rồi bây giờ nó bắt đầu ra rồi, nó bắt đầu ra rồi. Nó đi vòng vòng kìa. Nó đi đường nào ta? Ui, sao bên nào nó cũng chạy qua chạy lại hết trơn vậy? Ê, cái con mèo này, cuối cùng là mày đi đường nào? Nó biết đường tao né chứ. Ôi, nó đi đường này nè, nó đi đường này nè. Vậy là chúng ta phải nạp khói đường này để che mắt nó lại. Đó. Rồi. Nó chạy rồi. Ê, nó đi đường này thì mình phải bay lên thì đổi tay. Ừ. Rồi. Bây giờ nó đi đường nào nữa. Rồi nó chạy vòng vòng rồi. Sao dám vô đây, thầy đứng đây mà. Ê, nó vô nữa kìa. Nạp ơi. Nó tới. Rồi. Chắc này thầy tăng huyết áp luôn á mấy đứa ơi. Trời, cái cục thứ hai. Đó. Mèo đâu. Mèo đi đường nào vậy? Nó đi bên này. Đổi tay. Đổi tay. Lên khói nè. Thầy mệt quá trời luôn rồi đó. Thầy chóng mặt lắm luôn rồi đó. Nó đi đường này nữa. Nó đi đường này thì mình xịt khói đường này. Còn ơi gì vậy? Gì vậy? Thiên đàng hả? Nó kìa. Không, xuống đây làm chi bạn ơi? Với này không có gì vui đâu. Thầy sẽ xịt khói. Không biết nó đi đường nào, thầy cũng sẽ xịt khói luôn. Xịt khói trước cho nó an toàn. Để hồi nó tới cái mình lên không kịp. Nó đâu rồi? Rồi, nó bị xịt khói mấy cái đường này rồi, nó chạy rồi. Đợi. Ê, rồi, nạp năng lượng vô tiếp. Lấy cục khói ở đây. Đó. Bây giờ phải nạp năng lượng khói vô bên kia nữa. Đây. Đó. Gắn vô. Bên này. Gắn vô. Ở phía trên này nữa, không biết nó có qua đường này không. Không biết nó có qua đường này không, nhưng mà cũng phải gắn vô luôn. Rồi, mấy cái đường này nó qua là chịu nha. Cái đường này gắn ở đâu ta? Ủa? Lên. Thầy cảm thấy mệt mỏi quá trời quá đất luôn rồi. Nạp khói mới được. Vậy là con mèo này nó bị sợ khói trắng. Nó là siêu nhân đỏ, nó sợ siêu nhân trắng. Nó có chạy qua đây không vậy? Không, nhưng mà cũng gắn khói luôn. Mỗi lần đi qua bên này bay mệt quá. Rồi, dù nó không có xuất hiện ở chỗ này nhưng mà mình vẫn gắn khói luôn nha. Đây, lấy cục năng lượng bên này. Gắn vô, đó. Gần được rồi. Gan chống cự đi. Đây. Nạp khói ở đây. Đây. Nạp khói ở đây. Con mèo nó nói là trời ơi, người chơi này bị cái gì mà tôi chưa kịp đi nữa là nó gắn khói, nó xịt khói rồi. Thì sao tôi vô đây trong này được? Lên nè. Khỏi cho con mèo cơ hội luôn. Khỏi cho con mèo cơ hội lên trên này luôn. Ai gắn điện nè. Gắn qua nè. Không cho con mèo một cơ hội nào xuất hiện trước mặt thầy luôn. Ở đây. Sắp năng lượng sắp sạc xong rồi. Năng lượng sạc xong rồi kìa. Ê. Năng lượng sạc xong rồi. Ôi, nó xuống kìa. Ôi, con mèo. Ôi, đừng. Rồi. Ôi, nó nhảy coi ơi. Ôi, nó bị đốt cháy rồi. Quyên ơi. Ôi, ghê quá, đen thui luôn. Ê, kìa coi kìa. Ê, cái bàn tay đó kìa mấy đứa có đón là cái bàn tay của ai không? Rồi, mời Khắc Náp về. Khắc Náp bước lên. Và sau đó, ôi, gọi cái bàn tay đó nè, để giết Khắc Náp luôn rồi. Wow. Mấy đứa hãy bình luận cho thầy biết cái bàn tay đó của ai nha. Ê, trời ơi, bị cẩu đi luôn rồi. Hú hồn hú vía, cuối cùng mọi thứ đã kết thúc. Nhà mình đã mất một cái bàn tay màu xanh rồi. Rồi, sau tất cả thì mất một bàn tay, nhưng mà lại được một cây súng. Rồi, bây giờ không còn ai cản bước mình gắn cái cục năng lượng này vô nữa. Ồ, hai cục luôn hả? Ôi, cục này gắn không được hả? Lấy cục mới. Cục mới gắn không được luôn. Vậy là không muốn cho mình về hay sao á? Kỳ vậy ta? Ủa, sao kỳ vậy? Phải gắn vô được mới về được chứ. Kỳ vậy ta? Không lẽ pin này bị hư? Ấy, được rồi. Rồi. Khởi động máy thôi. Hey.
ơi, cuối cùng cuộc hành trình này cũng đã kết thúc. Chúng ta đã tiêu diệt được mấy con quái vật ở đây rồi. Bây giờ không còn ai có thể làm hại chúng ta nữa. Thầy có cảm nghĩ gì khi thầy chơi cái phần này không thầy? Thầy thấy cái phần này rất là đặc sắc luôn. Không còn trò chơi nữa mà toàn là giải đố rồi bị mấy con quái vật gượt đâu không à. Bất ngờ này đến bất ngờ khác. Rồi có điện lại rồi nè, khỏi phỏng vấn nữa, đi về. Lẹ đi về, đi về, đi về. Ê, Bobby kìa. Rồi bây giờ đợi Bobby đưa mình về thôi. Rồi Hugi, ủa không phải, Kitsy đâu ta? Đừng về chung với Hugi nha, Kitsy dễ thương hơn chứ Hugi hung dữ lắm. Một cái hang động ở dưới này nữa. Ôi. Không đái luôn mày ơi. Không nhìn thấy ở dưới luôn. Ê, Kitsy kìa. Hello Kitsy nha. Hey Kitsy. Ủa Kitsy không về chung với mình hả ta? Kitsy không về chung với mình hả Bobby? Kitsy đâu vậy ta? Sao không về chung ta? Ê, để coi. À, thì ra là Kitsy đi bật công tắc. Ê, vậy là Kitsy ở lại hả? Ê, Kitsy ơi. Ê, Kitsy. Ủa, bye bye Kitsy nha. Ủa, sao dưới này tối dữ ta? Ôi, Bobby ơi. Bobby đang ở đâu vậy Bobby? Ê, chỗ này tối lắm á. Ê, vụ gì á? Từ từ để tôi lấy cái súng pháo ra để coi. Đâu rồi? Ôi, Bobby.